Và rồi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Tuyết Tiền Tỷ. Và hôm nay đó các bạn, thì mình cũng đã trang trí lại cái lâu đài của mình nè các bạn. Đó, mình úp gạch đá ở phía bên dưới xong hết các bạn. Còn ở phía bên trên này thì mình còn làm thêm một cái ghế nữa các bạn. Mình để con chiến binh rồng mới bắt ngày hôm qua nè các bạn. Đó, lên phía bên trên ha, cắm đuốc xung quanh cho nó sáng các bạn. Còn mấy con đại của mình á, mình sắp xếp mới nè, hai bên các bạn, hai bên cái đường đi vô cho nó đẹp hơn ha. Hôm nay thì cũng đã ngon lành hết rồi các bạn, cho nên là mình đã đến lúc rồi. Mình sẽ quay trở lại với cái đảo, cái hòn đảo ăn thịt đó các bạn. Lần trước đi khám phá những cái đảo bay á, thì mình phát hiện bên cái đảo ăn thịt á, nó có một cái con quái vật nhìn rất là lạ luôn á. Cho nên hôm nay đã đến lúc rồi, mình sẽ quay trở lại các bạn để bắt nó thử xem coi nó có khả năng gì đặc biệt không nha. Cái đảo ăn thịt đó thì bay qua cái đảo đầu lâu một chút thôi các bạn là tới rồi. Và đây thì đang rất cục thính nè, mình sẽ nhé thử xem coi. Không có gì xịn hết các bạn, cho nên là mình thẳng tới đó luôn ha. Hy vọng là em nó vẫn còn. Mình nhớ là chỉ qua cái đảo đầu lâu này chết thôi. Nó kế bên cái đảo nhiễm phóng xạ nè các bạn. Và cũng thính một vàng luôn hả? Một cái quần chi tin. Quần chi tin thì chắc là cũng không cần lắm đâu anh. Mình cần có đồ chống lạnh được thôi các bạn. Mình ở bên khu tuyết nè. Và bay qua phía bên đây là nó cảm thấy nó rất là u ám luôn các bạn. Khi mà đi ngang một cái đảo đầu lâu á. Trước mặt mình là cái đảo ăn thịt nè các bạn. Đảo này của Vanilla thôi. Lần trước đi ngang qua đây khám phá đảo này cũng có nhiều sinh vật lạ lắm các bạn. Có cả con quỷ lửa ở trên này nữa. Đây nè, con quỷ lửa này thì tem theo kiểu KO các bạn, nhưng mà không có tu vô ha, không biết cách nào để có thể tem được nó luôn á. Còn xung quanh đây mình nhớ là có một con quái vật nữa, nhưng mà level có 30 à. Còn phía bên đây nữa bạn, đó 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 đó, nó đây rồi các bạn. Đó, con này nè nhìn rất là lạ luôn á, cho nên bây giờ mình phải tìm cách mình thu phục nó mới được. Ở dưới này có con lava elemental hả, hình như là một con golem lava thôi các bạn. Còn nó đó hả, nó ở đây thì mình có thể tận dụng, để mình thử đây, mình có tận dụng được cái địa hình ở trên này mình bắn nó được không anh, để mình hỏi nó công làm bẫy bắn nó thử một cái đây. Được 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 các bạn, hình như được á. Lùi 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 một cái, nó không lên trên này được các bạn, ngon lành luôn. Ui, nhìn mặt của nó rất là đáng sợ luôn á. Con này 21.000 turbo hả, chà turbo hơi cao á, và cái chỗ này hình như nó không có leo lên được các bạn. Mới vừa nói hình như nó lên được hay sao á. À không không không, nó có cục đá ở dưới hay sao đó các bạn, nó lấn lấn lên được, nhưng mà gần như là nó chỉ đi vòng 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 ở phía bên dưới thôi. Mình cứ ở trên này mình tỉa nó các bạn, đó tỉa tỉa nó ha. Nó cố gắng lắm nhưng mà cũng không lên được, với cái thân hình mập của nó với cánh nhỏ xíu của nó thì chắc là không có bay được rồi các bạn. Còn mình đoán chắc là không bay được như mấy con kia đâu, nó cứ đi vòng 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 á, ngon lành luôn. Nhìn cái miệng nó kìa. Đó được 40% tuber của bạn, tuber nó cũng nhiều á, máu có 7.000 mấy thôi. Ôi trời trời, nó đánh với lại con golem luôn rồi, nghi cái con golem đánh nó chết quá. Thôi thôi không được, mình phải cứu nó thôi các bạn, lấy người số của mình qua ăn. Đây 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 đây, xuống phía dưới liền, xuống phía dưới liền, cứu nó chứ không golem đánh nó chết. Trời ơi golem chết. À, mình sẽ vòng vòng lên phía bên trên liền. Ở đây thì cách nào đó lên phía bên trên đây. Ôi già, con số của mình nó dướng dướng ở trong này rồi. Mình sẽ cắt con số vô đi ha. Cắt con số vô nè. Mình sẽ kéo con bờ te của mình quay trở lại các bạn. Xuống phía bên dưới để mình bay lên phía bên trên. Đó. Như vậy thôi là mình có thể lên được phía bên trên. Và mọi thứ lại như cũ rồi đó. Ok. Nó ở phía bên kia thôi. Tỉa cho nó một cái. Lại có thêm một con quỷ lửa nhỏ xuất hiện nữa các bạn. Và nó lại bỏ chạy nha. Bắn trước mặt nó một cái nè. Ủa sao không trúng á. Lại tiếp tục thêm một con golem nữa. Rồi trời 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 trời. Con này sao mà nó sung dữ ha. Nó thấy golem mà nó giết các bạn. Ủa nó thấy con nào cũng chơi đó. Mình sẽ clear dưới này các bạn. Đảm bảo dưới này cho nó thật sự an toàn một cái. Đó cắn một cái rồi bỏ chạy ha. Bên đây có thêm một con quỷ lửa nữa nè. Mình sẽ xử luôn cho nó sạch sẽ dưới này. Em nó thì người còn 2.000 máu các bạn. Con này thì vài phát nữa thôi là đi. Oh no, em nó sắp sửa đi rồi. Đừng chết mà. Ok. Ui em nó cũng chết luôn rồi các bạn. Trời ơi. Em nó cũng đã hy sinh luôn rồi. Rồi mấy con quỷ này nó thì nó đánh chết nè. Và mình đánh nó xong thì mình lấy được thêm một cái loại brimstone các bạn. Với lại mấy cái đất ăn. Với lại cái nguyên tố lửa đó nè. Index rồi tầm lum la đó.
Ok, vậy là mình sẽ lấy mấy cái này các bạn. Mấy cái này là một trong những cái nguyên liệu chế tạo ra những cái vật phẩm đặc biệt lắm. Và nó thì thuộc dạng là quỷ các bạn. Nó là nguyên tố quỷ. Ôi, hàng gì, nhìn mặt của nó rất là đáng sợ nha. Ở đây thì lấy hệt không được. Còn con này thì lấy được nè. À, con này là liên quan tới đất với lại lửa. Hai sự kết hợp ra con golem. Bây giờ thì, ui con này nặng quá. Con này farm gỗ rất là nhiều các bạn. Dục gỡ vớt đi. Đá là mình dục vớt đi. Farm được cả mấy tờ nữa ha. Hình như đánh sát con golem á. Con này mình sẽ ẩn dẫn các bạn. Mình sẽ đi vòng vòng đảo này xem coi còn con nào khác nữa không. Trời ơi, có một con thôi mà chết mất tiêu rồi. Đây, bên đây thì có thêm một con golem nữa các bạn. Ui con này khác nữa à. Con này level 40 thôi các bạn. Nhìn nó lạ lắm. Nhưng mà level hơi thấp á. Ok. Ui nó có hai cái tay thôi. Chân của nó thì rất rất là nhỏ luôn á. Con này tên Yoto gì đó. Cùi quá anh. Turbo thì cho nên mình sẽ xử nó luôn đi. Vậy là cái đảo này xuất hiện. Ui, ở trên kia mình thấy có một con nữa các bạn. Ui con này nhìn ghê quá vậy. Nhìn nó rất là hung tợn nè. Bò te của mình không có đam nên là thôi không đánh nữa. Bên đây thì có một con nữa. Level có 190 thôi các bạn. Không xịn như con hồi nãy anh. Bên đây thì thêm một con golem nữa nè. 250 luôn. Tên theo kiểu KO nhưng cũng không có turbo. Rồi còn con nào khác nữa không? Ờ nếu 200 mấy ngon quá ha, nhưng mà chết mất tiêu em nó hiến chiến quá. Thôi thì đành phải bắt cái con 190 thì thôi các bạn. Đây mình sẽ đứng đây đi anh. Đứng ở trên mấy cái tảng đá nè. Để mình tỉa xuống phía bên dưới. 18.000 turbo. Hồi nãy là hai mấy ngàn turbo, còn con này thì cùi cùi hơn chút. Cái gì ở sau lưng nữa vậy? Trời ơi. Mấy con nguyên tố nè. Con này là hư không các bạn. Hãy hư không thì mình sẽ farm được ra. Ồ nguyên tố hư không nè. Rất là nhiều nguyên tố khác nhau luôn á. Lát nữa mình sẽ về mình thử nghiệm với mấy cái nguyên tố đó các bạn. Còn con này mình sẽ thu phục nó chớ đã. Ôi, nó bỏ chạy rồi. Nó bị kẹt rồi các bạn. Quay trở lại hả? Lâu lâu thì nó bỏ chạy sau đó nó quay trở lại. Wow. Đúng kiểu kinh dị luôn á. Còn con phía bên kia lát mình sẽ đánh nó thử xem coi có nguyên tố gì ăn. Con đó thì phải là vật cao mình bắt luôn rồi. Nhưng mà tiếc cái em nó hơi cùi. Đừng chạy bển nha anh quỷ. Rồi luôn nó chạy bển nó tấn công bên kia luôn rồi. Nghi lắm nó qua bên kia đánh bên kia nữa rồi. Bắn hơi tới không? Hình như nó bay nữa các bạn. Ôi trúng luôn kìa. Nó bay được nhưng mà nó bay với tốc độ rất rất là chậm luôn á. Mình nghĩ chắc là mình sẽ xuống mình chơi theo kiểu lòng vòng với nó được các bạn, hit and run được á. Nó qua đánh con này luôn à. Gớm quá vậy. Hai thằng đánh nhau luôn rồi. Ghi chắc nó chết nữa quá các bạn. Con kia mình bắn á. Hình như hai con này không đánh nhau. Ui nó bay được. À thì ra nó bay được. Mình cứ tưởng nó bay không được chứ. Nó bay lên dưới con kia mới trên kia kìa. Vậy mà nó tấn công mình nó không bay á. Bắn cho một cái nè. Trúng không? Không trúng nè. Con quỷ này thì dí heo mình bắn luôn các bạn. Hai ngày mấy turbo hả? Sẵn lỡ tay mình bắn luôn. Mấy quỷ này nó dí heo mình nữa nè. Đại đại đại. Kéo người sói mình chơi nữa. Người sói hôm nay thì đánh cũng được 400 đa một hết rồi đó. Mình luyện cấp cho em nó dữ lắm rồi đó. Còn phía bên kia thì nó tuột turbo xuống nhanh dữ lắm. Ok trúng rồi trúng rồi trúng rồi. Con này đang đánh nhân quỷ ha. Bắn cho nó xỉu luôn á. Đó là dí à dí à dí à. Ở lên mà hấp cho mình xài thịt nó luôn ha. Đánh luôn. À nó cũng thuộc dạng là quỷ các bạn. Hèn gì nhìn mặt nó ghê quá mà. Còn con này thì được gì đây? À, cái này là hư không các bạn. Đảo này toàn mấy con kiểu có nguyên tố không ăn. Đó thì cao cao lên một chút. Trúng rồi trúng rồi trúng rồi trúng rồi. Bay vào phía bên đây cưng. Đúng rồi. Nó bay được nhưng mà chậm lắm. Cho nên mình sẽ vòng vòng với nó được. Mình còn có mười mấy mũi tên thôi à. Nhưng mà mình có đem theo Nacotip cho nên mình chế là được. Cứ chạy trước đi. Lòng vòng trước. Ây da. Bị chặt. Không sao không sao không sao. Không đau lắm không đau lắm. Bỏ lại tiếp tục đánh với cái con nhỏ nhỏ nữa rồi. Con nhỏ nhỏ này chắc là không phải đối thủ nữa rồi. Mình có tăng cơ. Tiếp tục chạy. Còn lâu thì quay trở lại để mình rỉa nó thôi. Cái này là con gì á. Nhìn nó đánh mắc cười quá. Rồi 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 chạy 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 chạy. Nhảy một cái để cho nó lướt xa xa đằng phát.
Con này chắc chắn là phải được thôi. Ôi dạ, cái gì vậy? Hình như quỷ nhỏ này bắn các bạn. Quỷ hư không mà nó bắn mình đúng không? Lùi lùi nó qua phía bên đây đi anh. Toàn cái con này nó mập lắm cho nên là bắn nó dễ. Qua phía bên đây thì có con golem nữa rồi, cho nên phải vòng ngược trở lại. Nhảy một cái nè. Rồi con kia thì vẫn còn đang dí heo hả? 77 máu các bạn, một hit nữa thôi là nó chết rồi. Quỷ nhỏ dí heo kìa. Ây da, nó dí heo nó đánh mình á. Rồi con kia thì turbo tăng cao quá rồi cho nên đang tìm cách bỏ chạy. Dòm lên, dòm lên, dòm lên. Dính nè. Dính nè. Đó, dính 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 ngàn cái sực cái luôn mà. Dính nè. Dính không? Ồ dính luôn, dính luôn, dính luôn. Một hit nữa nè. Ồ hết rồi hả? Chết rồi. Hết mũi tên, hết mũi tên. Đây. Để mình chế thêm các bạn. Còn này, nhào vô đây quỷ. Nhào vô đây. Chọt cho một cái. Ôi nó xỉu rồi, gì các bạn. Thấy nó rớt ở trên đó rồi. Mình sẽ nhanh tay mình kéo con bờ te của mình xuống phía bên dưới. Để bay lên phía bên trên thử đây. À đây rồi, cuối cùng thì em nó cũng đã xỉu các bạn. Trời ơi, sao hồi vật lộn với nó ăn. Con này thì ăn thịt đùi ba cái. Thịt cừu cũng ba cái. Vậy thì cứ cho nó ăn thịt đùi thôi. Đây, tát thịt đùi ra. 11 cái là viên tích cho em nó. Con này đói hơi chậm đó ăn. Tốc độ đói hơi chậm đây. Mà đói quá, ăn dần cái. Cho nó hồi phục máu trở lại. Nhìn mặt nó đây. Ui chà. Đúng kiểu hung tợn luôn á. Hàng gì nó thuộc hệ quỷ là phải rồi. Hồi nãy mình kéo nguyên tố ở phía bên đây các bạn. À mình lấy hết nguyên tố ra coi. Nguyên tố mình có được là Doom nè. Rồi thêm mấy cái Dream Crystal nữa của con Golem nè. Với lại hư không nè. Có cả lửa. Rồi đất. Rồi thêm cái Undead nữa. Còn lại thì mấy cái đồ lên tên đó. Có thêm cổ máu đĩa nữa nè. Có thêm máu nữa nè. Máu chắc đánh từ con quỷ có được á. Mình sẽ bỏ lên con bờ te này của mình luôn các bạn. Để lát nữa mình về mình nghiên cứu ăn. Mình sẽ chế tạo ra thử được. Mình thấy ở trong cái phần công thức chế tạo trong này nè các bạn. Trong thời gian mình rảnh mình có lướt qua trong cái phần chế tạo ở trong này. Đấy có rất là nhiều nguyên tố. Đây nè các bạn. Mình sẽ học luôn đi ăn. Có thể sử dụng lửa với hư không các bạn. Kết hợp ra được chao nè. Hay còn gọi là điên loạn chaos á. Chọn đây là Doom nè. Chọn đây là một cái gì đó bạn. Những kiểu cái nón ăn. Như là tôn hết. Nón đá. Còn đây thì phần liên kết hợp với đá các bạn. Đây là lửa nè. Máu đĩa này tạo được hư không mà. Còn này xung khu với lại khoan các bạn. Tạo được nguyên tố lửa. Bên đây Undead. Thịt thối với lại Kenatin. Còn bên đây này CDK các bạn có được băng. Rồi sau đó thì có thể sử dụng để kết hợp. Tạo được mấy cái như vậy nè các bạn. Mấy cái này thì Doom nè. Đó cái này là quỷ các bạn. Họ lát mình sẽ thử xem coi ha. Ngoài ra thì dưới này còn nhiều lắm nữa các bạn. Mình sẽ từ từ nghiên cứu sau đi. Còn bây giờ thì coi con quỷ này nó 71% rồi. Sắp sửa em nó trở thành đệ tử của mình. Con này là một trong những siêu chiến binh của mình đây. Tôi qua nó tụt xuống nhanh nhưng mà chắc không nó tỉnh là được đâu. Trước khi nó tỉnh là nó sẽ trở thành đệ tử của mình thôi. Thấy một chục nữa thôi là xong. Mình sẽ lượn lượn xung quanh đấy các bạn. Trong lúc mà chờ đợi em nói ăn. Không quên đánh dấu nó lại một cái đi. Để quên chỗ nó. Dưới đây xuất hiện mấy con quỷ lửa nữa nè. Hồi nãy mình mới clear xong bạn. Bây giờ spawn ra thêm nữa nè. Lửa liên tục luôn á. Đảo này liên tục spawn ra những con độc lạ ăn. Nếu mà mình clear đi hết thì chắc là nó sẽ spawn thêm mấy con mới rồi đó. Như cái con hồi nãy ăn. Có hai cái tay. Bên kia thì xong rồi nè. Đây quay trở lại. Gửi nó để mình sẵn mình clear đảo mình luyện cấp luôn các bạn. Con này thì cũng đã xong nhiệm vụ rồi. Bây giờ phải cho cái chắc cơ vô luôn các bạn. Giật một cái. Lên cưỡi luôn. Và không quên bỏ đánh dấu một cái luôn. Xuống dưới để mình. Ây da con này đi hơi chậm nè. Bay được nè các bạn. Hàng gì nãy mình thấy nó bay lên phía bên trên nè. Nhưng mà khi tấn công mình thì nó lại không bay. Bay chậm lắm. Với cái thân hình mập của nó thì chỉ có đi bộ là nhanh nhất thôi. Con này là con cua kỳ dị nè. Một phát 200 mấy đăng các bạn. À được đó chứ. Bữa giờ mình bắt toàn là mấy con 100 mấy đam là cùng các bạn. Có mấy chục đam mới ăn. Còn bây giờ thì con này đánh nè. Gần 300 đam cho đòn đánh thường của nó. Nếu mà cộng thêm sức mạnh lên nữa thì chắc là ngon hơn. Ui 500 đam rồi. Con này xịn đây. Mặc dù chậm chạp nhưng mà rất là xịn luôn á. Đây thì mấy con hư không nè. Dứt luôn. Hư không 100 mấy ha. Chơi được. Chuột phải của nó. Không có chi chuột phải rồi. Con này chắc để đánh thường không quá. Chi xê ra. Chi xê cũng không có luôn. Vậy là con này chỉ thiên hướng về đánh thường thôi.
Cano nhào vô là em nó ra đi luôn mà. Con này lên 160.000 mấy máu ha. À là mấy con hư không có thể farm được máu đó các bạn. 700 mấy máu rồi nè. Hư không 700 mấy. Ở hư không 400 mấy. Bên đây thì có thêm mấy con quái vật nữa nè. Mấy con hư không hả? Quái vật hư không cho đây nhiều quá ha. Cano nữa nè. Đây 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 có con trong này. Con này thì à không phải farm gỗ bạn. Con này thuộc dạng là siêu chiến binh rồi, để đi săn thôi. Và bây giờ thì mình sẽ lên cho nó chút tốc độ đi. Để cho nước nhanh hơn ha. 8.000 máu. Quý con này có thể đổi nón không phải ha? À, đeo yên cưỡi thôi. Yên cưỡi của nó thì chắc không có quá. Địa ngục ha. Ôi con này chắc mình sẽ đặt tên là heo địa ngục đó các bạn. Có tên là địa ngục rồi. Đặt tên là heo địa ngục là hợp lý nè. Đây tới với thằng chớ luôn. Có này có người cá ha. Người cá này cùi lắm. Người cá farm cũng chỉ được thịt thôi. Mấy con này thì farm được chi tin nè. Bên trên này. Đây này con nè. Con này thì farm được gì đây? Ồ, farm được lửa các bạn. À farm được quỷ à. Farm được mấy này nè, đơm nè. À, dạ 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 tới rồi, tới rồi, tới rồi. Con gì đây? À cũng là hư không luôn à. Nhìn mấy con giống như chiến binh giáp sắt các bạn. Còn đây thì giả sử con Angel lên một cái. À dạ con chiến binh giáp sắt thì nó đánh mình dính cái hiệu ứng gì nữa bạn dưới chân nè, làm cho mình bị đi chậm trở lại ăn. Còn mấy con này bây giờ một hết là đi. Rất là nhiều máu luôn á. Thế là do con này nó có thể hút máu được hay sao đó bạn. Nó đánh được máu quá chừng luôn nè ăn. Chứ đánh mấy con có nguyên tố rồi là nó có máu à. Không biết là do mấy con The Void này rớt máu hay là do cái con quái vật này của mình nó hút máu được nữa. Chứ đánh là có máu không? 300 mấy máu các bạn. Chứ đánh là có máu thôi. Đây nữa nè, đây. Mấy nhóc nhỏ nè, mấy nhóc này là đó được máu nhiều lắm. À, đây nữa nè. Có liên tục spawn rắn nè. Bên đây quá trời quá đất các bạn. Nhất luôn à. Ok. Con này thì à in đét đó, cướp biển, cướp biển. À, cướp biển thì được in đét các bạn, không có được máu ăn. Hình như là chỉ có mấy con voi này là rớt máu thôi. Còn mấy con cua kỳ dị này thì đúng là chỉ được mấy cái vỏ thôi các bạn. Vỏ với lại polymer đồ ăn. Vậy là không phải con nào cũng có thể hút máu được nó đâu. Mấy con này được polymer thôi nè. Tập bay lên một cái thôi. Ngắm nhìn nó chi tiết một chút các bạn, có hai cái sừng nhỏ phía bên trên á. Lỗ tai với cái miệng nó đúng kiểu yêu tinh luôn á. Còn phía bên đây thì có con gì á. Con gì nó bay theo sau lưng mình ra. Giống như con đĩa hút máu mà bay được quá vậy. The Void. Con này thì cũng thuộc dạng voi cho nên là có thể bay 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 được hư không nè. Còn con này lửa nè. Farm lửa luôn. Đó được thêm có lửa 500 mấy nữa ha. Bắn bắn. Hình như chiến binh phải không? À đúng rồi, đó là chiến binh nè. Chiến binh giáp sắt nè. Nó đánh mình là bị dính cái hiệu ứng gì á. Nó trâu dữ vậy, 200 mấy. 260. À 10.000 máu. 10.000 máu thì đánh được. Mình sẽ cho lên thêm một chút sức mạnh ở đây. Rồi, nhấc đỏ lên 600 mấy này các bạn. Để thử chiêu coi. À, X, C, Control, Q, R, O, tuyệt vời. Không có chiêu hết các bạn. Con này chỉ có được bay với lại đánh thường thôi ăn. Con này được cái là đam vật lý nha, mạnh nè. Thiên hướng gì đam vật lý rồi. Còn con này thì đánh chơi luôn. Chà, đánh không vô đam hết vậy. Đánh không vô đam mà con này của mình đang bị hết hết stamina nữa chứ. Bài là bài là thứ mình trên à. Ui hết rồi, bay không được. Dòm luôn đỡ bạn. Đánh đam không vô nhưng mà sao nó thấy nó rút máu xuống nhanh quá. Rút máu xuống cũng được. Còn con đệ của mình cũng đuối quá kìa. Nửa cây máu con đệ mình rồi. Con này chính xác là con golem lava rồi. Hồi nãy có một con gì đó cũng có hai cái tay giống vậy nhưng mà bự hơn á. Nó vừa có 40 thôi. Không thấy nó spawn nữa rồi. Đây lại sắp sửa đi rồi. Làm sao mà chống cự được. Nó đánh mình bốn mấy, mình đánh là có sáu mấy thôi. Lấy được rất là nhiều lửa. Cho em nó hồi phục cái bị cháy á. Thôi rồi. Cháy bập bùng luôn. Nó stamina nữa bạn. Con này lên stamina chậm quá. Thêm một chút stamina cho em nó đi. Hồi lên cực kỳ chậm luôn á. Bây giờ sẽ ẩn nó vô bạn. Lấy con bờ te để mình lượn lượn vòng vòng cái. Chết chết lấy lộn con rồi. Lấy ai con bờ te ở phía bên ngoài được. Đây. Xem con hòn đảo này có xuất hiện con gì đó. Ui T-Rex đó nè. 250 á. Xem có spawn con gì mới mới nữa không.
bên đảo phía bên đây luôn. Bên đây cũng chỉ có mấy con Enderman nữa anh. Chưa thấy con gì mới hết à. Bên đây cái cục hình đó nè. Rồi lướt lướt vào phía bên đây anh. Tìm trên cái đảo này thôi các bạn. Đảo bên kia là đảo nhiễm phóng xạ rồi. Bên đây chưa spawn rồi. Bây giờ mình sẽ đi về để mình nghiên cứu thử các bạn. Đây, mình sẽ dịch chuyển cái căn nhà một cái về cái lâu đài đi. Mình bắt đầu nghiên cứu mấy cái nguyên tố các bạn. Thấy nó có tạo ra một cái vật phẩm gì đó đặc biệt lắm. Nãy mình mới học xong trong này nè. Nó ghi là summon đó các bạn. Summon ra bày quỷ nha. Cái gì ghê ghê á. Rồi mình vô thêm cho mình chế tạo nghiên cứu thử coi. Để summon thử là ra con gì nha. Hút một cái đó. Rồi mấy cái này là tạo ra mấy nguyên tố anh. Còn cái này là tạo ra cái đầu đá. Mình cũng sẽ hút vô một cái bạn. Đó. Cái này ghi là summon mình có thể sử dụng được nè. Còn cái này thì cũng có thể sử dụng được luôn. Ok mình sẽ đem ra phía bên ngoài thử các bạn. Đem ra phía bên ngoài ở lâu đài của mình đi. Đây đây. Ra phía bên ngoài mình đóng cái cửa lại đó. Để cái zoom bên ngoài cho nó đảm bảo an toàn. Ở phía bên ngoài được rồi bạn. Xem có con nào nguy hiểm ở ngoài này không. Được rồi đó. Mình sẽ summon cái cục đá này trước đi. Ai chà cái táo gì đây. Dom Crypto. Tắt đi giao diện quá. Cái này giống như kiểu một con đệ tử của mình các bạn. Nhưng mà không có cưỡi được anh. Hồi nãy nó ghi là triệu hồi ra bầy quỷ. Mở không biết rồi. Cái này chắc nó sẽ triệu hồi bầy quỷ quá. Chắc mình phải chờ đợi rồi. Còn trong này thì thêm một cái đầu nữa các bạn. Summon thôi. À. Tạo ra một cái con mà hay tấn công mình nữa các bạn. Một cái đầu bằng đá. Một cái đầu bằng đá gói từng. À, thì ra vậy. Vậy là mình có thể tạo ra cái con đệ tử giống như mà mình đi farm ở ngoài đó các bạn. Để tôi xem trong này coi còn cái con nào nữa không. Dưới này nãy mình chế tạo đây đúng không. Chế tạo được cái này á. Còn dưới này mình thấy có nhiều cái nữa. Mình vô thử coi. Ở đây đây bạn cái này nữa nè. Cái này giống như cái súp tua á. Súp tua của con tuột rồi đó. Rồi kết hợp luôn cái. Đây là đồ voi kết hợp với máu nè. Chế tạo được chắc là con voi rồi. Con này chắc bay được bạn. Nó trên là lai nè. Chắc là bay được rồi. Cái này có thêm một cái nữa. Học luôn rồi nè. Này cũng liên quan tới hư không rồi. Bỏ đây chưa thấy quỷ xuất hiện hết à. Mình sẽ cắt con này vô một cái đi. Mình sẽ lấy con địa ngục hồi nãy ra các bạn. Đài 300 mấy á. Để tử con voi này một cái. Xuống thịt con voi luôn. Mình sẽ ra lệnh cho con kia tấn công thử có được không. Đó nó nhảy vô tấn công phụ mình kìa. Level có 15 vậy. Ôi trời 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 trời. Level có 15 bị con voi mammoth nó quất một cái chết luôn rồi. Trời cùi quá. Tự tạo level có 15 thôi à. Và bầy quỷ thì vẫn chưa xuất hiện. Mình phải chờ đợi đây thêm một chút. Người hô vật này nha. Ôi nó kêu mình là chờ bạn. Chuẩn bị có quỷ tấn công hay gì kìa. Nhưng mà có chuyện gì xảy ra không. Bây giờ có mấy con gì xuất hiện nữa các bạn. Đây đây đây. Cái con gì đây. Lúc rồi 200 hả. Ồ có thể farm được các bạn. Farm được thêm mấy cái đơm nữa nè. Ủa có một con xuất hiện vậy ha. Trên mới còn nữa không. Hình như cái cột để bạn. Cái trụ này nè. Nó triệu hồi ra hay sao á. Xung quanh vẫn ổn ha. Mấy cây này dướng dướng các bạn. Mình sẽ quyền hết mấy cây đi. Dướng dướng chỗ cái cửa đi ra đi gieo nhìn kỳ quá. Mình sẽ dọn dẹp ở phía bên ngoài này luôn cho nó thoáng nha. Và xung quanh. À có một con xuất hiện đó các bạn. Đây đây đây, đây. Con này hình như farm được cái đơm nữa nè. Về lâu lâu có một vài con vô các bạn. Hồi nãy level 200 ha, còn bây giờ thì lên tới tận 250 nè. Mình bắt đầu nghiên cứu tới những con tiếp theo được các bạn. Hồi nãy là cái đầu quá. Cái đầu bằng đá. Đầu bằng đá cùi bắp quá. Do gặp do nó muốn nó giả cho một cái chết luôn mà. Ủa? Ủa sao mà có mấy con này ở đây à? Phải 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 phải. Ủa, nó tấn công vô lâu đài của mình các bạn. Hèn gì ở ngoài kia không có ăn. Nhưng mà ở đây thì nhiều lắm nè. Nó đang tìm cách đập cái bàn dịch chuyển của mình hay sao á. Ủa mấy lâu đài của mình nha. Ồ tấn công vô lâu đài luôn rồi. Ui cha. Ủa mấy lâu đài của mình. Ủa nó tấn công vô nè. Tấn công vô thẳng căn cứ của mình luôn các bạn. Mình để ở phía bên ngoài kia. Ở ngoài kia cũng bị tấn công kìa. Mình thấy nổi đam lên rồi. Ủa mấy con này sâu trâu dữ anh. Hồi nãy thấy có dòng chữ đỏ nổi lên. Hình như có một con chiến binh của mình hy sinh hay sao á. Để mình chạy ra phía bên ngoài thử coi. Chuyện gì xảy ra ngoài đó vậy.
Đập cửa. Ồ, đập cửa nó tính phá cửa của mình á. Nhờ vô chơi luôn, nhờ vô chơi luôn. Đập cửa hả mấy quỷ? Vậy là do mình đặt cái chỗ này kia các bạn. Đó, ở ngoài kia nó chạy vô kìa. Tấn công vô à. Để thử xem có được gì. Hình như đập bể cái trụ ở ngoài đó luôn các bạn. Hình như nhiệm vụ của mình á là phải bảo vệ cái trụ đó. Càng lúc nó càng trở nên nguy hiểm hơn nè. Level 500 mấy luôn các bạn. Lúc đầu thì có 200 á. Càng về sau lên 500, 550 luôn nè. Con đệ của mình đang yếu á. Chắc mình sẽ đổi sang chiến binh rồng của mình ở phía bên ngoài này quá. Sẵn tiện có nó cho nó luyện cấp luôn. Lên thêm một chút đam nữa các bạn. Và sau khi trang xong cây chủ phía bên ngoài này bị bể thì chắc là nó sẽ không còn, nó không còn tấn công nữa đâu á. Có nghe rồi, không thấy tấn công nữa rồi. Vậy là mình phải củng cố cái đội quân chiến binh của mình các bạn, cho nó mạnh lên á. Sau đó đặt cái chỗ đó ra một chỗ nào đó xa, thật xa căn cứ của mình các bạn. Chứ đặt ở đây là không ổn lắm đâu. Nè, cái một con này nó rình rình tấn công nè. Nó spawn nó gần gần á. Cái nó spawn ở trong lâu đài của mình luôn. Bên kia có một con nữa các bạn. Bình thường chỗ này không có spawn quái đâu. Sau khi mà có cái chỗ đó xong thì nó xuất hiện quá trời quá đất nè. Bên đây nè. Con đệ của mình vẫn còn ổn chơi được. Nó đánh con đệ của mình không có xin nhê lắm. Con đệ của mình là quỷ bự các bạn. Còn mấy con này nhỏ nhỏ thôi. Con này giống kiểu Caliban mặc giáp nè. Chiến binh Caliban nè. Ok cũng đã xong. Mình sẽ đi vòng 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 ở phía bên đây thử xem có con nào còn sót lại nữa không. Con đệ của mình cũng yếu à. Máu à. Đỏ đỏ màn hình lên luôn à. Phía này còn à, ở phía đằng trước, ở phía đằng trước. Thấy nổi đam nữa rồi. Rồi luôn. Một con chiến binh của mình đã hy sinh đó bạn. Con vô gì đó. Mấy chiến binh nhỏ nhỏ yếu lắm. Cho nên em nó đã hy sinh. Bây giờ thì buổi tối thôi. Có con nào bị chạy loạn lên hết rồi nha. Đứng yên mấy nữa. Ồ mấy chiến binh bự của mình không sao á. Nhưng mấy con chiến binh nhỏ nhỏ rồi, chiến binh thời trung cỡ rồi ra đi rồi. Chỉ còn có một con thôi. Đồ y của mình vẫn còn nè. Rồi mọi thứ cũng xong. À thấy rồi thấy rồi. Có một con núp ở trong này đó bạn. Đập cho một cái nè. Mình sẽ lấy mập của mình đánh á. Ồ ok đập hết. Rồi sau một trận hỗn chiến đó các bạn, thì mình sắp xếp mấy con đệ của mình ngay ngắn hết rồi. Hồi nãy thì có hai chiến binh của mình đã hy sinh trong trận hỗn chiến á. Bây giờ á thì mình sẽ coi đây, mình chế tạo thêm một vài con nữa các bạn. Hồi nãy là chế tạo được cái đầu đá, bây giờ thì thử với lại cái xúc tua hư không này thử xem coi. Thì xúc tua này thì cần có máu với lại cái nguyên tố. Ai mình sẽ hút dòng cái luôn. Trong này nãy chế tạo cái này rồi ha, quá là cùi bắp luôn á. Còn cái cục này nữa, hư không, cái này cũng hư không nè. Mình sẽ hút mỗi cái một thứ đây để thử xem coi tiện hơn không. Mấy con này thấy nguyên liệu ít quá chắc là cũng không có mạnh đâu. Cứ thử trước cái này. Bây giờ ra được con gì nè. Ồ biến trở thành đệ tử của mình luôn các bạn. Cái này giống như mấy con hồi nãy mình farm ở bên cái hòn đảo ăn thịt này các bạn. Nhìn nó thấy dị quá anh. Rồi thêm một con nữa. Con này là con giống như kiểu cái chút tua của con bạch tuộc. À cái con này nó dí theo mình nữa các bạn để hút máu nè. Rồi ơi lên 100 mấy anh. Hình như mình chịu hồi ra nó cũng ngẫu nhiên hay sao á. Để mình thử chế tạo lại cái nón thử một cái đây. Drop anh một phát. Cái nón này chỉ cần có nguyên tố đất với mây tờ với đá thôi là có thể làm được rồi. Và hãy summon là một phát nha. Ở đây đây 300 mấy luôn hả. Hồi nãy summon đã được level có 15 thôi các bạn. Lần này thì xịn hơn á. Kiểu như summon cũng hơi xui lắm. 500 mấy máu nè. Rồi mấy con này nhỏ nhỏ cho để summon nhiều nhiều để đánh phụ mình thôi. Chứ còn không mạnh lắm đâu. Ngoài ra thì còn hơi có công thức nào kéo kéo đốt phía bên dưới các bạn. Nguyên liệu xịn hơn nữa nè. Thử cái này thử cái nè. Học luôn cái này đi. Cái này cần có hư không với máu đồ cái kiểu nè. Mình kéo sâu sâu xuống phía bên dưới à. Lướt nhanh qua luôn. Dưới này thì có. À cái này liên quan tới đồ công nghệ bạn. Kiểu như cần có những cái phôi màu vàng vàng nè. Cái phôi này chắc là phải nấu phế liệu đó bạn. Phế liệu màu vàng á. Còn này cũng steam bomb nè. Mày máy máy phát điện hay gì á. Summon nó ra. Dưới này có thêm nữa. Cái này là nguyên tố băng nè. Băng thì mình chưa có. Băng cần có phải có ngọc silica nó mới làm được. Thôi cứ học đi. Học để sẵn các bạn. Dưới này có thêm nữa nè. Sâu sâu phía bên dưới này thì cái này thuộc dạng hư không các bạn. Nhưng mà chiến binh Wario nè. Cần có nguyên bộ giáp với lại cái cây kiếm nè. Cái khiên đồ nữa nè. Chắc là xịn nè.
Còn cái này thì kết hợp cái này vô thành cái này, rồi kết hợp thêm mấy cái soul gì nữa các bạn, mấy cái linh hồn nữa nè mới tạo ra được. Cái này hơi tốn kém luôn á, công thức hơi lằng ngoằng nha. Rồi thêm cái này nữa, chiến binh khổng lồ từ những cục đá nữa hả, để coi coi, học sơ sơ các bạn, rồi sau đó mình test thử coi. Mấy cái này là nguyên tố thôi, cái này mình mới chế là đúng không. Còn cái này thì nguyên liệu nhiều quá chắc là không đủ rồi, thiếu tùm lum tùm la hết à. Cái này băng thì không được luôn. Có cái này nữa bạn, cái này chắc được nè. Đó đó, cái này được các bạn, cái này được nhưng mà thiếu gì. Chế tạo thêm một cái đó bạn, để test thử xem cho ra được con gì nè. Summon thêm một phát nữa, à ra con quái vật một mắt nữa các bạn. Ôi level được 60 hả, kiểu cũng hơi xui ăn. Mình sẽ summon thêm một lần nữa các bạn, thử vận may thêm một phát nữa nè, chế tạo thêm một cái nữa, hy vọng lần này sẽ level cao hơn. Ôi 45 mà cùi vấp hơn nữa chứ. Mấy con này mình có thể cho nó follow hết, dẫn nó ra phía bên ngoài các bạn. Còn trong này nữa nè, ok, dẫn tụi nó ra phía bên ngoài. Nãy trận chiến hỗn loạn quá anh, vậy là mình cần phải luyện cấp và bắt thêm thật là nhiều chiến binh các bạn, đem về để dành kích hoạt cái chủ để triệu hồi mấy con quỷ á. Nãy còn cái xác ở đây nè, đó phải đặt xa xa căn cứ của mình ra, hơn là nãy mình để tuốt ở ngoài á, vậy mà nó cũng có thể tấn công được trong này nữa, quá là ghê á. Chắc là cái chủ đó nếu mà bảo vệ được chắc là nó sẽ càng lúc nó càng mạnh hơn, càng lúc nó càng mạnh hơn, nó sẽ ra những con quỷ mạnh hơn nữa đó các bạn. Đó, vậy là trong tập ngày hôm nay thì thử nghiệm các bạn với cái chủ đánh quỷ thì mình cũng đã bắt được thêm một con quỷ bự các bạn. Con quỷ này chắc là gọi là quỷ địa ngục đi anh, mặt nó kìa rất là kinh dị luôn á. Và video của mình trong tập ngày hôm nay thì bây giờ cũng dài đó bạn, ở những tập sau mình sẽ đi bắt thêm những chiến binh đem về để chuẩn bị cho những trận chiến tiếp theo nữa nha. Còn bây giờ thì mình sẽ tạm dừng tại đây thôi các bạn. Nếu bạn cảm thấy thích những video của mình thì đừng quên cho mình xin một like cho video cũng như một đăng ký kênh, mình có động lực làm thêm những video tiếp theo bạn cùng xem nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye.